6 tháng trôi qua họ không có cải tiến nào cả, 1 năm trôi qua họ không có cái cải tiến nào cả, và 3 năm trôi qua họ không có cải tiến nào cả. Và họ thường kêu là đối thủ quá nhiều, thị trường quá cạnh tranh, và họ cảm thấy quá mệt mỏi. Đấy. Và có lẽ họ phải kết thúc công việc kinh doanh này. Đấy. Thì là cái sai lầm là mọi người không cải tiến, không thử nghiệm cái mới. Xin chào các bạn, tên tôi là Nguyễn Thành Tiến, và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cái bài học về kinh doanh. Có một cái câu hỏi rất là thú vị, tức là như thế này: làm thế nào tôi có thể lọt vào top 10% những người thành công? Tôi không có cái sự thông minh, tôi không có cái sự xuất chúng so với người khác, tôi kinh doanh một cái ngành rất là truyền thống và không có cái điều gì gọi là phi thường hay là đột phá ở đây cả. Thì câu hỏi làm thế nào tôi có thể lọt vào top 10% những cái người thành công nhất trong cái ngành kinh doanh của mình? Đây là một cái câu trả lời và đây là một cái chỉ dẫn cho bạn nếu mà bạn đang xem cái video này. Đấy. Thì tôi nghĩ là bạn cũng có thể giống tôi. Tôi không phải là một người quá thông minh, quá xuất chúng, nhưng tôi chăm chỉ. Đấy. Và tôi có cái sự kiên trì. Có thể trong kinh doanh bạn gặp rất nhiều cái vấn đề, tôi ví dụ nhiều vấn đề mà những cái người làm chủ doanh nghiệp hay những người đi đầu tư sẽ phải đối mặt. Tôi ví dụ như là một số người thì họ kêu là thiếu vốn này, một số người họ kêu là không có kiến thức, không có kinh nghiệm, không biết phải bắt đầu như thế nào. Một số người khác thì kêu là không biết là quảng cáo nên không có khách hàng, thiếu vắng khách hàng. Một số bạn thì kêu là doanh thu thấp, một số bạn kêu là lợi nhuận thấp, một số bạn kêu là có doanh thu, có lợi nhuận nhưng không thấy tiền mặt đâu cả. Có một số bạn thì kêu là có vấn đề về mặt nhân sự, có một số bạn khác thì kêu là người giỏi không gắn bó với mình lâu dài, có một số bạn khác thì bị vướng vào vấn đề về mặt pháp lý, có một số bạn khác thì gặp rủi ro ở trong kinh doanh. Thế thì có vô vàn những cái vấn đề khi bạn kinh doanh và bạn đầu tư. Thì câu hỏi đây là, tức câu trả lời cho tất cả những vấn đề đấy là gì? Câu trả lời cho tất cả những vấn đề đó là gì? Thì ở đây tôi hướng dẫn cho bạn một cái câu trả lời cho tất cả những cái vấn đề mà tôi vừa nêu lên. Đấy. Nó chỉ có một câu trả lời thôi, và bạn có thể ghi cái câu trả lời vào cái quyển sổ thông thái của bạn, là tên của cuộc chơi là thay đổi. Tên của cuộc chơi là thay đổi. Đấy. Bạn hãy ghi cái điều đó vào trong quyển sổ thông thái của mình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày hôm nay nếu mà bạn đang làm một cái việc gì đó nó không hiệu quả thì bạn cần phải thay đổi nó đi. Nếu bạn đang bán hàng không hiệu quả, bạn cần phải thay đổi nó. Nếu bạn đang thiếu vắng khách hàng, bạn cần phải thay đổi nó. Nếu bạn không có động lực trong cuộc sống này, bạn cần phải thay đổi nó. Tên của cuộc chơi là thay đổi. Đấy. Và bạn nên hiểu một cái thực tế nữa trong cuộc sống là mọi thứ thường thay đổi rất là nhanh. Đấy. Tôi ví dụ, một cái người, một cái bạn chỉ có ngoài 20 tuổi thôi, hôm nay còn đang tay trắng, đang phải sống nhờ chu cấp của gia đình, nhưng có thể 3 năm sau bạn ấy đã kiếm được hàng triệu đô la rồi. Nhờ đâu mà lại kiếm được hàng triệu đô la? Có thể là nhờ một cái cơ duyên, được một cái người nào đó hướng dẫn. Có thể là nhờ bạn đã học được một cái kỹ năng nào đó. Đấy. Một cái kỹ năng tạo thu nhập cao nào đó. Thì mọi thứ thường thay đổi rất là nhanh. Ngày hôm nay tôi ví dụ tôi đang kiếm tiền rất là tốt ở một cái khu vực này trong lĩnh vực bất động sản. Tôi mua đất, tôi phân lô, tôi bán. Tuy nhiên ngày mai cái công việc đó lập tức có thể đã bị dừng lại ngay lập tức. Ví dụ ở đó có sự thay đổi về mặt chính sách pháp lý, cái địa phương đó không cho phép chúng tôi được phân lô bán nền nữa, lập tức cái việc kinh doanh bị đình trệ và tôi không kiếm được tiền ở việc đó nữa. Đấy. Thì cái quan điểm trong kinh doanh là mọi thứ thường thay đổi rất nhanh, và bạn nên biết có những cái tập đoàn lớn, những cái tổ chức lớn khi mà họ chậm thay đổi họ lập tức bị phá sản. Có thể bạn nghĩ những thương hiệu như là Siemens, bạn nghĩ những thương hiệu như là Nokia. Đấy. Thì những tổ chức lớn như thế, những thương hiệu lớn như thế khi không thay đổi lập tức đã bị phá sản. Và còn câu chuyện của chúng ta, những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, vừa, thậm chí là doanh nghiệp lớn, nếu bạn không thay đổi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và khi bạn đã thấm nhuần cái tư tưởng này thì bạn có thể ghi nó ra giấy, thậm chí là bạn dán nó lên tường. Tên của cuộc chơi là thay đổi. Câu hỏi thứ hai tiếp theo là, ok, tôi đồng ý cần phải thay đổi, và tôi làm ở một cái ngành rất là truyền thống và tôi không thông minh, không xuất sắc hơn người khác nhiều lần, thì tôi nên làm gì? Thì bạn nên ghi thêm một cái công thức thứ hai của sự thay đổi. Đấy là để tạo ra sự thay đổi, bạn có thể nắm bắt công thức này. Tôi khuyến khích bạn ấy làm cái phương pháp này là 3 cải tiến trên 1 tuần. Đấy, bạn hãy ghi điều đó xuống, 3 cải tiến trên 1 tuần.
Nếu bạn làm được 3 cải tiến trên 1 tuần, tức là 1 tháng bạn có thể có hơn 12 cái cải tiến. 1 năm ấy thì nó có 52 tuần, và 1 năm ấy nó có thể có 156 cái cải tiến trên 1 năm. Thì bạn ghi công thức của chúng ta 3 cải tiến trên 1 tuần, 156 cải tiến trên 1 năm. Đấy. Với 156 cái cải tiến trên 1 năm, sớm muộn bạn sẽ lọt vào top 10% những người thành công và những người giàu có nhất trong cái lĩnh vực kinh doanh của bạn. Hãy yên tâm vào điều đó. Ở đây có thể bạn không phải là người vô cùng thông minh, nhưng tôi nhắc lại, bạn cần phải có cái sự chăm chỉ, liên tục cải tiến. Và đấy cũng là một cái triết lý kinh doanh, là cải tiến liên tục, cải tiến liên tục. Với 156 cái cải tiến trên 1 năm thì cái người đối thủ khi họ nhìn vào bạn, họ nhận ra một điều là làm cho đối thủ cảm thấy rất là mệt mỏi. Và đôi khi tháng này và tháng sau người ta quay lại, người ta đã thấy bạn thay đổi rất là nhiều rồi. Thì cái bài học ở đây là 3 cải tiến trên 1 tuần, 156 cải tiến trên 1 năm. Và khi nhiều cái cải tiến đó cộng lại thì nó có thể là đưa bạn đến một cái vị trí top 1, top 2, hay là top 10%, hay là cái cuộc cách mạng trong cuộc đời của bạn. Thì tôi hy vọng là qua cái video này, bạn hãy áp dụng những cái cải tiến và liên tục đưa nó vào thử nghiệm. Nếu bạn biết là cứ 10 thử nghiệm và có một cái thành công hoặc hai cái thành công, thì việc của bạn sẽ là gì? Là bạn thử nghiệm càng nhiều thì càng tốt. Sai lầm của mọi người thường gặp là gì? Một tuần trôi qua họ không có cái cải tiến nào cả. Một tháng trôi qua họ cũng chẳng có cái cải tiến nào cả. 6 tháng trôi qua họ không có cải tiến nào cả. 1 năm trôi qua họ không có cái cải tiến nào cả. Và 3 năm trôi qua họ không có cải tiến nào cả. Và họ thường kêu là đối thủ quá nhiều, thị trường quá cạnh tranh, và họ cảm thấy quá mệt mỏi. Và có lẽ họ phải kết thúc công việc kinh doanh này. Thì cái sai lầm là mọi người không cải tiến, không thử nghiệm cái mới. Và tôi hy vọng là bạn tránh đi những cái sai lầm đó cho mình. Chúc bạn liên tục cải tiến và gặt hái được những cái thành công, những cái thành quả mới trong cái sự nghiệp kinh doanh của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.